Xin chào mọi người. Chào các bạn. Mình có đăng cái video của mình, nickname là Giảng Bài Hờ. Cho nên mọi người đón và ủng hộ mình nha, để cho mình có cái tinh thần để mình làm YouTube nha. Bởi vì đó, nhiều khi lúc đầu là mình không muốn làm. Nhiều khi mình có thấy những các bạn và các anh và các chị đã đi trước rồi đó, đã có nói rồi là làm YouTube thì hên xui cũng là có một phần, với lại đôi khi là mình có bạn nhiều thì bạn mình ủng hộ mình nhiều, thì mình có like nhiều thì mình sẽ được những cái nhà tài trợ và nhà hoặc là nhà những các nhà quảng cáo, thì người ta sẽ cho mình quảng người ta sẽ mời mình đến quảng cáo, là mình được cái ship của tiền quảng cáo đó. Cho nên cái đoạn đầu là clip để mình nói tiếng Việt với các bạn nha, đoạn sau là mình nói tiếng phổ thông, bởi vì mình mai sống ở bên Đài Loan, bên đây là cũng là nói tiếng phổ thông không, cho nên mình mai cũng vừa hai bên đi, cho nên là vừa tiếng Việt và vừa tiếng phổ thông đi nha. Lúc đầu là mình mai để nói cho các bạn hiểu là như Quỳnh Mai sống bên đây rất là lâu rồi, Quỳnh Mai đã đi diễn với ông xã Quỳnh Mai rồi, cũng rất là nhiều năm rồi Quỳnh Mai chưa về thăm mẹ, và mình cũng chưa gặp mẹ mình rất là nhiều năm. Mình cũng rất là xin lỗi mẹ, mẹ cũng phải hiểu và thông cảm giùm cho con, bởi vì hoàn cảnh của con là trong lúc này con đang con đang trong vào hoàn cảnh vật chất, và cũng là như con đang cố gắng để làm, để phấn đấu, để kiếm tiền. Cho nên mẹ nghe được cái clip này, mẹ cũng phải hiểu và thông cảm giùm cho con nha. Con cũng rất là khỏe, mà con của con, hai đứa con của con cũng vẫn bình thường, cũng ăn học và cũng học giỏi bình thường. Cho nên mẹ nghe được cái clip này, mẹ phải vui và mẹ phải tha thứ cho con vì con không về Việt Nam được. Cho nên mẹ hiểu và thông cảm giùm cho con. Con cũng rất là thoải mái nè, với hơn nữa có chị của con cũng kế bên con. Đôi khi con rảnh và đôi khi con muốn về chơi với chị thì con cũng lái xe về thăm chị và thăm cháu. Cho nên chị với cháu cũng khỏe, mà con cũng vẫn thoải mái bình thường. Nhưng mà cuộc sống thì phải bon chen để đi làm kiếm tiền, bởi vì bây giờ là con đang công việc của con là đang rất là ổn định, mà rất là làm rất là tốt. Cho nên con phải cố gắng, bởi vì công việc của con là công việc không có ổn định, không có nhất định cũng như là không có nhất định một cái hướng đi, nó rất là chắc ăn. Cho nên con không biết sau này cuộc sống của con và công việc làm như thế nào. Cho nên hiện tại là con làm rất là tốt, rất là thoải mái, và rất là khách hàng rất là ưa chuộng. Cho nên con phải cố gắng để làm kiếm tiền. Khoảng một thời gian sau nữa đi, con sẽ về Việt Nam thăm mẹ. Mẹ xem được cái clip này, mẹ sẽ hiểu và thông cảm giùm cho con nha. Hôm nay là con quay và con sẽ đăng lên. Ví dụ chị mà có xem được và mẹ có xem được thì mẹ nhớ thương con và hãy động viên tinh thần cho con nha. Mẹ đừng có buồn con.